em này vào nhà mình rồi. Ông em lại đưa vào nhà mình. Còn chưa? Đây, đưa vào đây. Ai ai thấy đấy ông Vũ? Rồi, ai thấy đấy. Bắt được nhân vật nổi tiếng nhất Việt Nam nhá. Ông em. Cái gì mà các ông đừng. Đừng cái gì. Mấy ông. Đây, đây. Mày nổi tiếng nhất Việt Nam đấy. Đúng lắm như còn nào. Đúng lắm như còn nào. Đủ cười. Mấy người này không có xin nhê với thằng em này đâu. Rồi các anh ngồi đây. Mấy người đó cho ông em lên trên. Lấy còng nữa. Việt Nam nha, bắt được còng ông em sự nha. Chú lấy còng mình vào. Còng từ từ, bình tĩnh cho nào. Người bao nhiêu người đây. Ngồi yên đã, ngồi yên đã. Còng với lại là cái dây chói. Anh phải gọi còng lên đây, gọi. Đem còng lên. Còng lên, còng lên, còng lên. Còn nào đâu anh em này rồi. Có xe đi vậy chưa? Dây vào nhá. Không đi làm không mang đồ à? Lấy còng đi. Rồi rồi, các anh cứ ngồi đây để. Có đâu chân lại. Thôi anh em đây rồi. Đây luôn chạy vào mắt. Rồi rồi. Chuyên đúng sẵn mắt ngựa bây giờ. Anh gọi hiểu chưa? Anh gọi. Rồi. Bây giờ tôi phát hiện dây lưng bột đây. Chưa, tuy nhiên không có cái từ. Bột đây là chân. Cho nó cái chân này, cho nó cái chân này. Cho chân này. Thuộc em á. Đây anh quay em rồi đây nào. Đứng vào, đứng vào. Thôi tay vào, thôi tay. Đứng vào. Thôi tay vào đấy đi. Quay góc này. Mọi người ở đây hỗ trợ là được rồi. Đấy rồi anh em, anh ở đây rồi, không sợ đâu. Đây toàn có sự biết. Ừ, bắt rồi, công an xã Yên Dương bắt rồi nhá. Ông em đẹp trai có công an xã Yên Dương đây. Bất hảo đây. Nhờ anh có cái quạt cho. Đây đây, lấy quạt đây, lấy quạt đây. Đây đây, mày lui cho anh cho anh nước này. Lấy cho này, nước ra thùng cho bác. Bên bên kia lấy cho anh cái nước đây, bắt đầu nha. Đang cầu cử cho anh em nhá. Nổi tiếng nhất Việt Nam nhá. Rồi rồi, ok ok. Hốt voi. Bắt đầu ngồi đang ngửi cho anh buồn. Hả? Rồi rồi rồi. Ờ trông cho anh buồn. Đóng vấn vô xe là anh em bổ cho quả xẻ cho nó hoành tráng cho chú hiệu lên luôn VTV1. Cháu có xe chở nó về chưa? Có xe rồi về chưa? Không thì không. Không người không. Giữ lại chưa? Rồi rồi. Ngọc con thấy gọi anh. Nụ cười rất là đẹp trai. Thành phần bất hảo rồi Thành Long. Bọn Thành Long là quán trại nói chung là lấy bánh đời ăn từ quá giờ. Nhưng mà tại sao lại lọt lưới trước đây? Anh em thấy được rồi thấy chưa? Có bánh nhiều quá, có bánh trại. Tối qua ngồi phục công an, ngồi phục công an. Phải có còng đấy, mẹ không đi. Gọi hiệu lên. Không giữ được này đâu, mẹ có còng thì kìa, nó đông người, nó sụp đấy. Không đưa gọi hiệu lên. Nụ cười rất đẹp trai. Đấy, bây giờ phải khóa lại còng này đi. Khóa lại còng thức ăn thì không còng nữa. Ông còng cho lên xe anh rồi ám lại kìa. Thôi. Xe đây. Thôi mày có cầu không? Đừng đây. Đừng. Không. Thôi. Không. Mấy anh em này ngồi áp tải được cái gì đâu. Không không. Đừng lấy. 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 Anh cũng đâu có làm mày đâu, nhưng mà lỡ này rồi. Ngọc có nói bắt tôi đi qua, liếc bắt tôi đúng. Anh quay cho lên TV luôn. Lái đi em. Thôi nhanh em rồi. Anh rồi. Đây đi. Quay. Không cần. Lái, anh lái đi. Anh lái luôn, đi vào đâu. Vâng, xuống xã hay là lên huyện. Lên huyện luôn nhá. Dắt cái xe máy đi ra anh cái. Đấy, xe anh đây rồi, cho lên đây. Anh đây.
xe ô tô này cơ. Anh em ngồi ngồi ôm đi nó nhá. Rồi, ok. Xe ra đây rồi. Ôi, bọn anh đúng vì ấy thôi, chú mày quan tâm, nhân tài nhưng mà thì đẹp, chú mày căn bản là cái... Em đi luôn nhá, lên đây. Rồi, đưa vào công an huyện. Đưa vào công an huyện, em lên luôn đi. Đây, đây, đi vào huyện ạ. Xin vào, xin vào. Anh ơi, nhờ anh đi ra... Chú mẹ nó đẹp trai. Để quay cho mà lái. Quay đây. Đây, cửa trước. Rồi, đi vào trong huyện, Rồi, đây, đây, đây. Lên đi em ơi. Đi vào trong huyện luôn. Tài quá mày, mày. Mày sao mày... Ôi, dậy xoay cho chiều không? Xoay chiều chưa? Có đi từ từ. Nào, em có từ danh ngang ra đây. Ôi, tắt điện thoại đi. Ôi, thôi. Tắt điện thoại đi, rồi, rồi, rồi. Rồi, đúng hôm nay cảm ơn, cũng có đạp này. Mình lấy mấy ông đứng ở... Chứ đi từ hướng nào thôi hả? Đi từ hướng nào thôi ấy? Đồ văn anh, ăn đồn đi. Chạy theo cái đường... Ngọt rồi, ngọt rồi. Này công lớn rồi, hãy chung ra công lớn rồi. Anh em dãy yên dương nhá. Công lớn rồi. Bán xe đạp vào đâu? Bán cho mấy người đều. Công lớn là anh em dãy yên dương nhà mình nhé, đúng không? Rồi, công to thì công to rồi. Anh bảo dương với thằng quản chạy trên Thành Long nó ngồi nhà anh đấy. Vừa mới bắt taxi về, điều động về để chứ, triển khai công việc mới đấy chứ. Đéo ngờ mày để xuống thì đấy, bảo đứng ngay gốc chuối luôn, em ngồi đứng ngay gốc chuối rồi em ra rồi. Đất nịt mẹ mày nổi. Thôi, anh đang được bảo hốt bơi. Anh cũng quy phục mày đấy, nhưng mà sao mày thì đẻ không chấp mày. Nói chung em nói thật, chỉ cần hở ra tí là mình trốn được. Nhưng mà hôm qua là như thế nào mà trốn được? Hôm qua nó không mở cửa thì mày nó không có tài đấy, nhưng mày là siêu đấy. Mày nó chung người rơi chung đột vòm mà chung này gặp mày cũng phải là xin bái chào chưa. Anh bảo mấy cái thằng quản trại anh ngồi nha nhá. Anh bảo riêng thằng Triệu Quân Sự này bây giờ nó tìm cái đường nào gần nhất ra đường quốc lộ để đón xe chứ không bao giờ đi lên đường rừng. Nói chung là cái kiểu hay kéo mày đâu. Nhưng mà nó nổi đấy. Để đón xe gần nhất để đón xe chứ còn lên đường rừng tìm đường đâu mà anh Đạt ơi. Ơi nhưng mà chấp nhận nó giỏi đúng không? Giỏi nó hơn thằng Trung người rơi đúng không? Nói chung là hôm nay là có thằng Ngọc Ngọc đầu tiên Ngọc đấy là đi qua anh thấy phát là với dã của nhà như gọi anh bảo ông ơi ông già ngó với tôi ra mà tôi nhìn thấy thằng giống thằng ở trong ảnh cho con sự tôi ra tôi ngồi sau đi qua mắt tôi bởi cứ kệ cho em ăn cơm như đi kệ tôi lượn lên trên mắt tôi điện cho Phúc nhưng mà anh Đạt nhận diện giỏi nhờ em nhìn thấy hai em Đúng rồi mày đang nổi tiếng nhất Việt Nam ấy. Chị đã mày rồi. Khắp chị các bạn ơi. Ở cái thành phố đất Việt Nam này đang đưa vào là mày rồi. Vụ này này. Cái tầm cỡ như anh như thằng nông dân như thế nữa, anh còn biết được mặt mày rồi. Ông Vũ Lai lên mất rồi, quay vòng về chỗ ông Nguyễn ông buôn bắt luôn. Em ăn cái gì cho? Bắt rồi. Ông chuyển ông về rồi. Rất nhẹ, rất rất ngoan, rất là nhất từ tối. Anh nhìn thấy chú rất là tươi đấy. Mình nhưng quay ông này mình thấy ông này có bó là mình phải từ từ. Nhưng mà đại ca toàn thế hết đúng không? Mình tin thôi. Đéo mà biết được tao mày gặp tao là mày xiên đi. Là không đâu. Là xuống, không xuống, có dao đâu mà chơi được. Đưa về huyện à? Để đây vào đâu em nhỉ? Vào phòng đây luôn à? Em đưa lên trên. Đưa lên trong phòng đây à? Đây nhá. Gọi anh Hiệu đi. Rồi xuống đi, gọi đấy nhá. Đưa thằng em vào trong huyện đây. Anh Ngọc ơi cho em mượn cái còng ấy. Đấy. Mấy ông em xã Yên Dương đây. Em vào cho một ma túy cũng đấy. Anh em ngắm thằng em đẹp trai rất hiền lành nhá, cười quá anh nhá. Đấy. Rất đẹp trai. Đời mấy anh luôn cười tươi như vậy. Quá ok rồi. Đây là trò cười chiến thắng vẻ vang. Anh em huyện mình nhá, đâm ra lại đẹp trai nhá. Triệu Quân Sự, Triệu Quân Sự lên xe em, Triệu Quân Sự lên xe em rồi, anh em Yên Dương mang về đây rồi. Mời cười cho mời cầm số 8 đây. Rồi, cầm rồi. Từ từ anh nhé. Lấy cầm, không có cầm. Đẹp trai không? Anh thấy có đẹp trai không? Được, được, đẹp trai đúng không?
Làm gì có thằng nào đẹp trai hơn nó cái năm này nữa. Năm mươi cây đấy, Thành Long đây là 50 cây. Gì thì cứ chạy lung tung. Nụ cười đẹp trai luôn nhá, đảm bảo mẹ, gái ơi bị thích. À em, là gì mà? Đấy thôi nha, tắt nha.